Tờ nó chưa anh ạ. Ở chưa không có cái tờ nó chưa mở ra. Ở dưới này không có cái tờ này hết kìa. Ồ đúng rồi chứ của anh Hùng á. Tại vì này Obama test nè. Này của anh Hùng rồi mới đi về cưới Lan Phương đó. À, anh mở ra thử coi. Thôi rồi. Lấy xích tới. À, để anh mở ra cho cái Tết hả? Respect. Cho anh mở ra thử. Ủa mà sao nó đông lạnh như vậy? Đúng rồi. Là rồi. Là nó ấy chưa? Nó nấu chưa? Chưa. Ô này đậu. Vậy rồi sao? Bỏ lên nướng thôi hả? Ừ, lấy tay nướng thôi. À. Hấp lại hả? Là nó nấu rồi đó hả? Đúng hết rồi, chín hết rồi. Rồi, mở này ra thôi. Cái đồ dây gì vậy? Này nó không có ở bán ở trong chợ mà phải bán trong cái cửa hàng riêng của nó hả? Obama Tech nè. Làm thùng đi. Ừ, bỏ cho thùng trở lại. Đấy, cho nó đang bán hả? Hai hăm mấy rồi. Hãy subscribe.
Thử cái câu hỏi. Nguyên con gà lớn gì ăn không hết. Nó con nó bỏ đông đá hả? Nhà nở con kia rồi đem nướng. Mình ta nướng sẵn rồi mình hâm lại thôi hả? Gà này là nướng sẵn rồi nha con. Mình chỉ hâm lại thôi. Của anh Hùng chủ hồi trước anh làm chủ mặt ra nồi đó với lại Lan Phương ha, gửi cho mình tặng Happy thêm cái Vinh, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình bỏ vô là nướng nó lại, họ đã nướng sẵn rồi. Nướng hả? Chín rồi, mời mấy cái này lên đó chứ. Bỏ này quay thôi. Bỏ này Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì từ hồi sáng tới giờ là Uyên Quỳnh ngủ rất là nhiều. Đáng lẽ là Uyên Quỳnh thấy mệt quá là không có muốn làm video hôm nay, nhưng mà sau khi ngủ dậy rồi thì bây giờ thấy khỏe hơn và bắt đầu cảm thấy nhớ cả nhà, cho nên lên làm một video này tâm sự với cả nhà một chút. Thì hôm nay là ngày cuối tuần của ngày lễ tạ ơn, Uyên Quỳnh xin chân thành chúc cho những cô chú bác anh chị em ở trên thế gian này gặp rất là nhiều hạnh phúc, may mắn trong gia đình và rất là nhiều hạnh phúc và gặp được dạng và sẽ có được dạng sự như ý. Thật ra thì hôm qua mình làm một video thì bé em nói là quên, cảm ơn em, nhưng mà thật ra thậm chí là ngay bây giờ tuy là cả nhà thấy Quân Quỳnh có phần đỡ lại rất là nhiều, nhưng mà trong đầu của Quân Quỳnh còn cũng rất là trống vắng, và trong đầu của Quân Quỳnh nó còn giống như là một không gian trống ở trong đầu Quân Quỳnh còn rất là nhiều. Quân Quỳnh không có nhớ được nhiều lắm, có những thứ Quân Quỳnh nó là nghĩ là mình sẽ nhớ nhưng mà thoáng cái là quên liền à, chưa có hồi phục được hoàn toàn đâu các bạn. Và mắt Uyên Quỳnh á, mà khoan đã, Uyên Quỳnh nói này trước, Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn anh Hùng và em Lan Phương nhân ngày lễ tạ ơn đã tặng cho gia đình Uyên Quỳnh nguyên một bữa ăn là con gà tây đã nấu sẵn order ở nhà hàng hết, nấu sẵn xong xuôi hết rồi, có đầy đủ hết, chỉ cần mình hâm lại là ăn thôi. Order từ ở bên taxi, anh order gửi qua bên Quyên luôn. Thì Quỳnh nhận được cũng cách đây cũng 1-2 ngày gì rồi đó. Trước hôm cái ngày mà Quỳnh bị tai nạn đi về là Quỳnh nhận được. Nhưng mà tiếc thay lòng tốt của anh đó, Quỳnh không có thể nào hồi đáp lại một cách trọn vẹn được. Quỳnh đáng lẽ phải quay một ngày ăn bữa tiệc gà tây đó thật là vui vẻ, làm video đó cảm ơn anh cũng như là anh cảm ơn Quỳnh. Nhưng mà tiếc thay lúc đó Quỳnh rất là mệt, chủ yếu là ngủ thôi các bạn,
ngủ để lấy lại sức thôi. Thì sẵn trong video này thì em cũng cảm ơn anh Hùng và Lan Phương rất là nhiều, rất là có lòng. Và nhớ tới sự kết nối của em dành cho hai người, em cũng cầu mong cho hai người hạnh phúc tràn đầy. Bây giờ thì Quyên Quỳnh sẽ nói về sức khỏe của mình một chút. Sau đó Quyên Quỳnh sẽ nói lý do vì sao bị tai nạn và tai nạn là lỗi của ai. Thì cũng giống như các bạn đã xem những video trước đây thì Quyên Quỳnh, bác sĩ nói Quyên Quỳnh là có máu tụ trong đầu đó. Nhưng mà may mắn là Quyên Quỳnh khi máu chảy được vài tiếng thì cầm lại được. Và cầm lại xong thì bác sĩ cho Quyên Quỳnh về. Nhưng mà nguy hiểm có một điều là các bạn thấy là vết thương nó trên đây nè. Thì Quyên Quỳnh nghĩ chắc nó cũng chảy đâu đây thôi. Rồi nó mới đầu đi xuống con mắt. Thì lúc mà Quyên Quỳnh nằm ở trong phòng cấp cứu á, bác sĩ khám mắt của Quyên Quỳnh rất là nhiều. Cứ vài ba tiếng đồng hồ là họ lại họ khám mắt Quyên Quỳnh, hỏi Quyên Quỳnh có nhìn thấy không, có nhìn thấy không. Rồi cứ vài ba tiếng là khám như thế đó. Thì Quyên Quỳnh cũng cố gắng rất là nhiều, tại vì Quyên Quỳnh thật sự là không có muốn nằm nhà thương và cũng rất là sợ là mình sẽ bị mổ. Cho nên Quyên Quỳnh đã nói là Quyên Quỳnh thấy, nhưng mà thật sự là Quyên Quỳnh cũng thấy thiệt. Nhưng mà mấy cái chữ mà họ đưa chữ bảng chữ cho Quyên Quỳnh xem á, thì chữ hơi nhỏ là Quyên Quỳnh không có thấy được. Rồi lúc đó là họ kêu ở lại theo dõi đó. Theo dõi thì xong rồi họ cho Quyên Quỳnh về. Nhưng mà họ dặn Quyên Quỳnh đó là nếu mà đôi mắt Quyên Quỳnh là có gặp vấn đề gì là phải quay trở lại bệnh viện liền. Rồi trong thời gian này nếu mà lại có ói hoặc là có xỉu hoặc là có gì bất thường là phải gọi emergency đi cấp cứu ngay tức khắc. Thì cho nên Quyên Quỳnh cũng cố gắng tịnh dưỡng, cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Quyên Quỳnh cầu mong không có bị nặng lắm. Cầu và Quyên Quỳnh cũng cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn tất cả những anh em chị em trên YouTube, Facebook, cộng đồng mạng. Rồi cảm ơn các thân nhân, gia đình, rồi bạn bè, anh chị em, tất cả những người nào quan tâm Quyên Quỳnh. Quyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn rất là nhiều vì các bạn, các anh chị em, các thân nhân, gia đình đã cầu nguyện và chúc phúc cho Quyên Quỳnh rất là nhiều. Có lẽ là nhờ lời cầu nguyện chúc phúc đó mà thấu động tới ông trời, nên ông trời cũng thương Quyên Quỳnh, thương gia đình Quyên Quỳnh. Được tới ngày hôm nay là Quyên Quỳnh mừng vô cùng. Rồi nói về lý do bị tai nạn. Khoan, bây giờ thì Quyên Quỳnh có thể nói với cả nhà một chút nữa về sức khỏe. Thì tuy là Quyên Quỳnh cố gắng để vượt qua tai nạn vừa qua, nhưng mà trong hiện tại này Quyên Quỳnh, trong đầu Quyên Quỳnh đó là không có nhớ được nhiều lắm. Và cũng giống như Quyên Quỳnh cũng không thể nào suy nghĩ được nhiều lắm. Cho nên những anh chị nào mà muốn kết nối yêu thương á, thì xin kiên nhẫn với Quyên Quỳnh một chút, nhắn tin. Nhưng mà khi nào Quyên Quỳnh có thể check tin nhắn thì Quyên Quỳnh sẽ trả lời. Thì vui lòng chờ đợi thêm một chút nữa. Đừng có hối Quyên Quỳnh, tại vì trong lúc này Quyên Quỳnh nói chung là đầu óc trống rỗng. Quyên Quỳnh cũng không có suy nghĩ gì được hết. Quyên Quỳnh nói với cả nhà là thứ bảy sẽ phỏng vấn lại, mà thật chất là hôm qua Quyên Quỳnh cứ nghĩ là thứ năm không à, chứ không nghĩ là thứ sáu. Ai ngờ tới chiều nay mình mới biết là hôm nay là thứ bảy rồi. Hồi trước Quyên Quỳnh làm cũng vài ba video mà Quyên Quỳnh coi comment cả nhà nói là không biết lý do gì sao bị tai nạn hết. Thì trong video này Quyên Quỳnh sẽ chia sẻ với cả nhà là lý do gì sao bị tai nạn và lỗi thuộc về phần ai.
cũng giống như là video lần trước Quyên Quỳnh nói á, và khi Quyên Quỳnh đang khum xuống lấy chai nước á, thì nghe một cái đồn một cái là Quyên Quỳnh không biết gì hết, và lúc đó Quyên Quỳnh xỉu rồi đó, xỉu rồi cũng không biết bao lâu nữa thì con Quyên Quỳnh nó kêu mẹ ơi mẹ tỉnh dậy, mẹ tỉnh dậy, mẹ không được xỉu, người ta không có cho mẹ xỉu. Lúc đó là Quyên Quỳnh mở mắt ra là mới biết là đụng xe, mà biết là đụng xe mà Quyên Quỳnh cũng không biết á, bốn cái iPad nó bể ra luôn, Quyên Quỳnh hoàn toàn không biết bốn cái iPad nó mở ra. Khi Quyên Quỳnh đứng lên xong rồi cái người ta ăn nói là không có cho Quyên Quỳnh đứng lên, cho ngồi xuống nằm xuống chứ không có được đứng lên. Rồi cái bắt đầu Quyên Quỳnh nhắm mắt thì con Quỳnh là tiếp tục kêu nó không, nó mẹ không có thể nào mà ngủ được hết, mẹ phải mở mắt ra. Rồi lúc đó là ambulance tới là chở Quyên Quỳnh. Thì con Quyên Quỳnh ở trong xe ambulance á, thì nó mới kêu Quyên Quỳnh dậy hoài, hỏi mẹ, mẹ tên gì, mẹ bao nhiêu tuổi, mẹ đang ở đâu. Rồi mẹ thấy cái tay của con á là có mấy ngón không, bé làm rất là nhiều việc, hỏi rất là mình là nhiều, rất là nhiều chuyện. Nhưng mà sau đó thì mình trả lời xong là mình cũng xỉu luôn, mình không có nhớ gì hết á. Cho tới là khi là đi vô bệnh viện, lúc đó là mình tỉnh lại thì bác sĩ mới bắt đầu hỏi mình bị đụng như thế nào. Thì mình cũng nói giống như vừa kể với các bạn đó là mình hoàn toàn không có biết lý do gì sao. Nhưng mà khi về tới nhà thì mình mới nghe ông xã nói lại là đang chạy đây nè, là phía trước nó thắng gấp, phía trước nó thắng lại rồi, thắng gấp quá rồi mình thắng không có kịp, mình mới lủi vô luôn. Mà khi ở bên Mỹ này đó các bạn, mà mình lủi vô đích người ta như thế là mình có lỗi, không cần biết người trước họ như thế nào hết. Rồi chiếc xe mà ở phía trước á, mà bị mình lủi vô đích á, họ lại lủi lên một chiếc xe nữa, cho nên á là đụng ba chiếc với nhau luôn. Nhưng mà thật là cũng may mắn một điều á, Quyên Quỳnh cảm thấy là may mắn là như thế này. Tuy là xui nhưng mà thường thường á là chủ nhật hoặc là ngày nghỉ là gia đình Quyên Quỳnh hay chở nhau đi ăn lắm các bạn. Mà ở bên Louisiana này á, mình muốn đi ăn cái chỗ ngon á thì chạy cũng khá xa. Rồi gia đình Quyên Quỳnh cũng mới vừa đi ăn về mà chạy ở trên freeway á, chứ không có phải chạy đường local, chạy lên freeway. Sau khi đi ăn về rồi đi chợ xem, đi về nhà là gần tới nhà rồi đó, chỉ còn khoảng 5 phút nữa là tới nhà, là đường local chứ không phải đường freeway. Quyên Quỳnh cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi, cũng may mắn là trong đường local chứ ở trên freeway giờ này chắc là rất là thê thảm đó cả nhà. Mà lý do gì sao mà Quyên Quỳnh nghĩ là đây là một cái tai nạn nhẹ thôi, không phải là tai nạn nặng? Tại vì ở trên đường local này á, chạy rất không có nhanh lắm, không có sợ như ở trên freeway. Lúc nào ở trên đường này chạy có 45 mile là cũng nhanh đó. Nhưng mà Quyên Quỳnh cảm thấy đó là đường không có nặng lắm, còn ở trên freeway là khủng khiếp lắm, nó chạy 60-70 mile, 80 mile, đụng cái là giống như là không có tưởng tượng được luôn đó cả nhà. Trên đường của Quyên Quỳnh chạy về là chỉ có 45 mile thôi mà đụng cái đầu xe của Quyên Quỳnh còn bị như thế đó. Cho nên á, mà khi Quyên Quỳnh ngồi mà Quyên Quỳnh nhớ lại, cảm ơn trời Phật, ơn trên đã che chở phù hộ rất là nhiều. Chứ nếu mà ở trên freeway á, là giờ này là Quyên Quỳnh không dám tưởng tượng sẽ như thế nào đó cả nhà. Rất là sợ. Cho nên nó khi chạy xe Quyên Quỳnh rất là sợ chạy lên freeway. Cũng giống như Quyên Quỳnh nói là xe của Quyên Quỳnh đụng là đụng ở trên đường local,
chỉ chạy 45 mile thôi, mà con đường này á là không có đông người nữa, thường thường cũng không có đông người lắm, mà các bạn cũng có thể thấy cái đầu xe nó khủng khiếp như vậy đó. Quân Quỳnh lúc mà đi vô bệnh viện về rồi, Quân Quỳnh thấy chiếc xe Quân Quỳnh mới thở ơi, Quân Quỳnh không biết đụng bằng cái cách nào mà nó đụng như như vậy, tại vì cái đường không có thật sự, cái đường là chạy không có nhanh. Đang chờ thử coi như thế nào, tại vì bây giờ đó là bên Mỹ này là mấy ngày lễ đó các bạn, mà thật ra ngày mà Quân Quỳnh đi ăn đi đi ăn đi chợ đó, thì trên đường đi là Quân Quỳnh thấy là đụng accident 2-3 chiếc luôn á, là chuyến đi cũng bị thấy accident, rồi chuyến về cũng thấy bị accident, cũng bị tai nạn, thấy mình thấy rất là sợ. Mà khi về tới nhà, gần tới nhà rồi mình cảm thấy là cũng gần tới nhà rồi cũng khỏe, ai ngờ trời. Nhưng mà may có một cái người ta hỏi tai nạn tại sao bị tai nạn, bị tai nạn ngồi đó bị nặng quá mà không biết lý do gì sao luôn, không có thấy được. Thí dụ như Quyên Quỳnh nó không có khum xuống lùm tới nhà nước thì Quyên Quỳnh ngồi thấy như nè, mình có thể nắm ở trên đây mình kèm lại thì nó sẽ đỡ hơn, còn này mình khum xuống mình thấy là không thấy gì hết, và cái đầu mình nó đụng vô cho nên nó bị u đầu rồi chảy máu như vậy đó. Rồi hôm nay Quyên Quỳnh nó là trả lời thắc mắc những anh chị hỏi lý do vì sao bị tai nạn. Rồi chiếc xe là kể như xong rồi. Bây giờ thì đang nghĩ tới là mua xe khác, nhưng mà đang phân vân là không biết là nên mua xe điện hay là xe xăng, tại vì trong thời gian sắp tới là chính phủ là Mỹ này nè khuyến khích là nên mua xe 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 điện. Mà ở chỗ mình ở, nếu mà mình mua xe điện mình cũng chẳng biết mua ở đâu, rồi với lại cũng chẳng biết là sẽ sạc ở đâu nữa, hơi khó ở chỗ đó, cho nên đang cũng đang phân vân. Có thể là ngày nay, ngày mai, ngày mốt gì đó là phải đi coi xe để mua, để đưa các con đi học đó các bạn. Ở bên Mỹ này mà không có xe là giống như là cục chân vậy đó, không đi đâu được hết, tại vì đi đâu cũng đi cũng xa hết. Mà nghĩ là nếu như mà chạy xe là chắc mình cũng càng còn cảm giác rất là sợ, giờ cảm giác mà ngồi lại trên xe mình cũng cảm thấy rất là sợ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất là nhiều tình cảm yêu thương của gia đình, người thân, những bạn bè, quý vị khán giả và gia đình Facebook, YouTube, Zalo, tất cả đều rất là yêu thương Uyên Quỳnh. Cảm ơn bé em. Này đừng comment nói là chị không quên, chị không nhớ em nữa nha. Rồi chân thành cảm ơn anh Hùng Mùi Lan Phương đã gửi con gà rất là ngon. Tuy là Uyên Quỳnh không có bữa ăn ngồi chung với gia đình, tại vì rất là mệt, không có ngồi ăn nổi đó cả nhà, ăn được rất là ít, nhưng mà thật ra là gà rất là ngon. Hồi đó giờ Quỳnh nó lễ là tạ ơn là Quỳnh không có thích ăn gà Tây, tại vì Quỳnh nghĩ là họ ướp không có vừa miệng mình, nhưng mà khi anh order ở chỗ này thì rất là ngon, ăn rất là vừa miệng. Và cảm ơn rất là nhiều, rất là nhiều cảm ơn trời Phật, Chúa Trời đã phù hộ cho gia đình của Quỳnh. Cảm ơn rất là nhiều, và hẹn các bạn trong chương trình video ngày mai nha.